ấn quan đại sư tình độ quyết Y sanh tính mẫn tình trọng thế duy tuyên nhân quả giảng kiếp giám cơ mạc pháp chuyên hoàng tình độ thị mê tân hà liên cư lão cư sĩ hội tập tình độ đại kinh chuyên công cửu tu trọng thế chu như niệm phật hảo yểm quan biến tham tự sanh đoan di đại kinh lan hòa niệm độ lão cư sĩ chú giải tình độ đại kinh hiện mật diên dung tuân phổ hiền đức Pháp hoàng nguyện tông thuyết câu thông báo liên sư ân dạy đại kinh Lý Bình Nam, Đạo Cư Sĩ, Tịnh Độ Thừa Tiên Khải Hậu, Sư Tụng Ấn Tổ, Túc Do Tráp Kiếm Quy Tịnh Hải, Thác Phó Đại Kinh, Giáo Tha Hữu Lực Tái Từ Hàng, Tịnh Không, Đạo Pháp Sư, Hoàng Dương Tịnh Độ Đại Kinh, Thọ Giáo Định Công, Hoa Nghiêm Khải Tính Quy Cực Lạc, Truyền Đăng Chủ Nội, Đại Kinh Tuân Hành, Độ Sa Bà, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Năm 2018, Giảng Lần Thứ Năm, tập 7 Tịnh không Đạo Pháp Sư Chủ giảng Giảng ngày 8 tháng 3 năm 2018 Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Dịch giả Thích Thiện Trang Kính chào Chư vị Pháp Sư Quý vị Đồng Học Hôm nay Chúng ta tiếp tục học tập Trước tiên Mời mọi người cùng tôi Quy y tam bảo Bạch thầy A Xà Lê thương xót Con đệ tử diệu âm Kể từ hôm nay Cho đến suốt đời con xin quy y Phật Lượng túc trung tôn Con xin quy y Pháp Ly dục trung tôn Con xin quy y Tăng Chư chúng trung tôn Bạch Thầy A Xà Lê thương xót con đệ tử Diệu Âm Kể từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quy y Phật lượng túc trung tôn Con xin quy y Pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chư chúng trung tôn Bạch thầy A Xà Lê thương xót con đệ tử diệu âm Kể từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quy y Phật lượng túc trung tôn Con xin quy y Pháp ly dục trung tôn Con xin quy y tăng chư chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 141 Đếm ngược hàng thứ bảy Tìm đến chỗ có số bảy trong dấu ngoặc Cư sĩ Bành Thiệu Thăng vào đầu thời nhà thanh nói rằng bắt đầu xem từ đó thời gian chiều qua tôi sang Singapore nhà Malaysia đã đón năm mới tại malaysia sau khi trở về quý vị đồng học rất quan tâm là có giảng tiếp kinh vô lượng thọ nữa không tôi nói chúng tôi sẽ giảng tiếp nhưng thời gian có thể dài một chút bởi vì sao Hôm nay quý vị đã nhìn thấy rồi. Tôi đã đeo mắt kính rồi. Đây là lần đầu tiên. Nếu không đeo kính thì chữ trong quyển kinh này không nhìn thấy rõ, chỉ thấy lờ mờ, nghĩa là tôi già rồi. Già thật rồi. thể lực suy rồi thời gian nghỉ ngơi cần dài hơn những tình trạng này của người già đã nhìn thấy trên thân thể tôi nên không chịu già cũng không được vì vậy việc giảng kinh sau này sẽ giảng chậm chậm lại không dội dàng. Phần nhiều thời gian Tôi sẽ đều từ chối hết Khước từ Giảng kinh Diễn giảng Cũng khước từ luôn Ngay cả những việc viết lời tựa Hết thảy tôi cũng không làm nữa Quý vị đồng học nhìn thấy tôi, cảm thấy sức khỏe, khí sắc của tôi vẫn không tệ. Còn tốt? Nhưng trên thực tế, so với đầu năm đã có khác biệt, nói chi là so với năm ngoái. Đây là một thông tin mà thượng thiên phát đến cho tôi thông tin này rất là quan trọng tức là con người cần nên biết con đường phía trước cần phải đi ra sao học Phật sáu mươi bảy năm giảng kinh sáu mươi năm có nắm chắc giảng sanh hay không không nắm chắc phải làm sao lão sư đã dạy tôi nhìn thấu buông xuống ngày nay không cho phép tôi không nhìn thấu không cho phép tôi không buông xuống buông xuống triệt để chỉ một bộ kinh một câu phật hiệu bảo đảm Tôi giảng sanh đến thế giới cực lạc Tôi sẽ không uổng phí đời này Hiện nay Sẽ làm chứng cho đại chúng đồng tu Pháp môn này Vô cùng thù thắng niềm lão ngài đã nói cho chúng ta ở lời nói đầu Chúng ta hiện đang học đoạn lớn này Lời nói đầu, Ngài đã nói 10 đoạn. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ bảy Chữ chữ câu câu đều vô cùng quan trọng. Một chữ cũng không thể lơ là Mở đầu đoạn này Niệm lão Trích dẫn lời của Cư sĩ Bành Thiệu Thăng Kinh này Ít được người diễn dương Thật là gì Chưa có thiện bản Từ xưa đến nay Rất nhiều người Tu học Tịnh Tông dựa vào Kinh A-di-đà Người giảng sanh cũng không ít Người nương vào kinh vô lượng thọ Tu học không nhiều Rất ít nhìn thấy Nguyên nhân gì sao? Nguyên nhân là chưa có thiện bản Ngày Hà Liên Cư Đủ đức từ bi trí huệ Thông cả tông lực giáo viên dung hiển mật thiền tịnh đều đến nhất tâm chuyên sâu trì danh niệm phật nhiếp dạng đức mong mỏi du thượng bảo điển này làm lợi ích cho tương lai nên tiếp nối bậc hiền thuở trước lại làm hội tập buông xuống dạng duyên đóng cửa ba năm tịnh đàn kiết giới âm thầm chuyên tâm thực hiện sửa bản thảo mười lần mới hoàn thành bản hội tập này được lão hòa thượng huệ minh ân chứng ngài từ châu chuyên giảng ở tế nam và cũng đích thân làm khoa phán lúc giảng kinh này trên đài phát thanh ngày mai quang hy đã khen là thiện bản nhất Giả lại trong lời tựa ngài còn khen rằng tin yếu rõ ràng chính xác thật có căn cứ không một nghĩa nào mà không có trong nguyên bản dịch không một câu nào vượt ngoài nguyên văn kinh làm sáng tỏ những chỗ trúc trắc tối nghĩa làm đơn giản gọn gàng những chỗ phức tạp rườm ra khiến chỗ lượm thuộm biến thành nghiêm chỉnh chỗ thiếu sót trở thành viên mãn tất cả đều thành tốt đẹp hoàn chỉnh không có nghĩa lý nào mà chẳng bao gồm dù muốn chê không phải là thiện bản cũng không được nên từ khi bản hội tập ra đời đến đây được giảng giải khen ngợi lưu truyền rộng khắp trong và ngoài nước kẻ thấy người nghe đều hoan hỷ tin nhận mừng được thấy quang minh của đại kinh thường chiếu thế gian thiền bản của kinh vô lượng thọ nay đã xuất hiện đây thật là đại sự nhân duyên khi hữu khó gặp lời của niềm lão nói trong đoạn này từ xưa đến nay vì sao rất ít người tu tịnh độ nương giàu kinh vô lượng thọ bởi vì Kinh vô lượng thọ có tất cả năm loại nguyên bản dịch. Đó là đang hiện có. Còn trong một lục của Đại Tạng Kinh, chúng ta thấy có tất cả 12 loại bản dịch. Nhưng đã thất truyền 7 bản. Hiện nay chỉ còn có 5 bản. Năm loại bản đó được phiên dịch ở Trung Hoa. Trong văn kinh, có rất nhiều nghi vấn đoạn mà chúng ta mới vừa đọc. Đã nêu ra rất nhiều nghi vấn Cho nên bộ kinh này, thiếu quyết thiền bản Mãi đến khi Lão cư sĩ Hà Liên Cư Đã dùng thời gian 10 năm Đem năm loại nguyên bản dịch lại làm mới Thành một bản hội tập Tức là dung hội Xuyên suốt Năm loại bản dịch đó để viết lại thành bộ mới Chính là bộ kinh này Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Đã mất thời gian 10 năm Nên Chúng ta thật sự hiểu được mức có thể sanh tâm hoan hỷ thật sự ngài hà liên cư khích lệ chúng ta học bản kinh này bản kinh này đêm toàn bộ những chỗ nghi hoặc của tổ sư đại đức và thiện tri thức trong quá khứ đều giải trừ hết rồi. Là cống hiến vô cùng lớn đối với tịnh tông. Cũng có thể nói, người tu tập tịnh tông, cầu sanh tịnh độ thời này. Có phước báo rất lớn, nên mới gặp được bản hội tập của ngài hà liên cư ngài hà liên cư là người thế nào thì chúng ta không cần phải hỏi vì có thể khẳng định ngài là phật bồ tát tái lai nếu không phải là phật bồ tát tái lai thì không có cách nào hội tập thành bộ đại kinh hoàn chỉnh đến như vậy khẳng định bộ kinh này là lời mà phật đã nói trong kinh Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm. Sau 12.000 năm ấy, thì kinh điển của Thế Tôn dần dần đều sẽ mất đi. Sẽ thất truyền ở thế gian này, không còn người học nữa. Bộ kinh mất đi sau cùng chính là bộ kinh này. Bộ kinh này là tiêu mất sau cùng. vì chúng sanh nghiệp chướng nặng nghiệp chướng là do tích lũy thời kỳ mạt pháp mười ngàn năm nếu chúng ta tích lũy nghiệp chứng trong mười ngàn năm đó thì phiền phức rồi hy vọng là mọi người tích lũy công đức tiêu trừ nghiệp chứng vậy thì đúng rồi tôi làm tấm gương cho mọi người. Thời trẻ tôi không nhận thức đối với tình tâm. tôi học phật là do thầy phương giới thiệu tôi học triết học với ngài ngài đã vì tôi giảng một bộ triết học khái luận phần sau cùng là triết học kinh phật thời tuổi trẻ đó Tôi cho rằng tôn giáo đều là mê tín Phật giáo là tôn giáo Là mê tín Trong đó làm sao có triết học được Thầy nói với tôi Anh tuổi còn trẻ Anh không biết Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. học phật là hưởng thụ tối cao của đời người những lời ấy từ trước đến bây giờ tôi chưa từng nghe qua nhưng mà tôi có lòng tin đối với thầy phương thầy không có gạt tôi ngài đã đem những gì tốt nhất truyền cho tôi nên tôi không có nghi ngờ mà đã hoàn toàn tiếp nhận sau sự tiếp nhận đó thì duyên rất thù thắng được phật bồ tát an bài sau đó khiến tôi có duyên thân cận với đại sư chương gia đại sư chương gia ngài giúp tôi xây dựng chắc nền tảng còn lão sư lý truyền kinh giáo cho tôi tôi đối với kinh giáo vô cùng ưa thích loại nào cũng muốn học Quý vị cần biết rằng tất cả kinh giáo hội tập lại là một bộ đại tạng kinh. Thầy đã nói với tôi, dù cho con sống trên 100 tuổi cũng học không hết được. Đó là sự thật, không phải là giả. Chính điều này nên tôi phải tuyển chọn kinh điển rồi, tôi chọn kinh điển nào? Là Hoa Nghiêm pháp hoa lăng nghiêm bát nhã pháp tướng tôi chọn lựa những kinh điển ấy ưa thích ở phương diện đó đem diệt liễu sanh tử thoát tam giới quỳnh mất rồi lão sư lý là cảnh tỉnh tôi nếu như không giảng sanh được thì sự học của ông đời này uổng công rồi tại sao vậy vì đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mà quý vị không làm được quả báo của không làm được ở tại đâu chứng quả cũng không đạt được đừng nói chi đến quả vị của bồ tát đại thừa chỉ tiểu thừa tu đà hoàng thôi cũng không có phần rồi vậy thì sau khi chết sẽ đi về đâu chỗ tốt tính cũng không tệ là thiên đạo thiên đạo thì dục giới có sáu tầng sắc giới có mười tám tầng đó là nơi chúng ta đến tuy thọ mạng dài nhưng không thoát được lục đạo luân hồi thì vẫn lăn lộn trong lục đạo luân hồi thôi vấn đề này rất nghiêm trọng không phải là nói đùa đâu ở trong phật pháp con đường nào dễ đi nhất mà chúng ta có thể đi thông được. Chúng ta đã học bộ kinh này, hốt nhiên đại ngộ. Bộ kinh này dạy chúng ta tính, nguyện, trì danh thì có thể giảng sanh. Điều kiện này đơn giản chỉ có bốn chữ thôi điều kiện thứ nhất thật sự tin tưởng phương tây có thế giới cực lạc thế giới cực lạc có a di đà phật là thật không phải giả điều kiện thứ hai phát nguyện cầu sanh. Vì đó là sự thật, nên tôi phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hy vọng tương lai lúc mạng chung. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Tin phải thật. Nguyện phải thiết, phải khẩn thiết. Tôi không thể không đến thế giới cực lạc. Quyết định không thay đổi. Câu mà lão sư nói với tôi cũng như tổ sư Đại Đức giảng cho tôi. đều là lời thật khó được mấy năm trước lão hòa thượng hải hiền đã làm chứng minh cho chúng ta ngài không biết chữ hai mươi tuổi xuất gia sư phụ truyền cho ngài một câu phật hiệu nam mô a di đà phật bảo ngài niệm một mạch không ngừng ngài thật thà nghe lời thật lạc sư phụ đã dặn dò ngài khi tỏ tường rồi thì không được nói lung tung không được nói ra tôi tin tưởng lời này Lúc sư phụ dặn dò Ngài Thì Ngài không biết Dần dần công phu tu hành của Ngài đắc lực rồi Thì Ngài hiểu rõ Ngài thường giữ quy củ Thì một câu Phật hiệu niệm đến cùng Hỏi điều gì tôi cũng không biết Tôi chỉ biết có thế giới cực lạc Tôi chỉ biết nơi đó có A-di-đà Phật Ngài ở tại đó giáo hóa chúng sanh Tôi mong muốn đến thế giới cực lạc để học tập Tôi mong muốn đến thế giới cực lạc để nương tựa A-di-đà Phật A-di-đà Phật đại từ đại bi Nhất định sẽ đến tiếp dẫn Tôi đã tiếp nhận. Tôi đã tiếp nhận lúc nào? Năm 85 tuổi tiếp nhận. Năm nay là 92 tuổi rồi. Vì sao tôi tiếp nhận? Vì suy xét những pháp môn khác 84.000 pháp môn Thì pháp môn nào Cũng phải đoạn phiền não Đoạn tập khí Điều cần công phu Của giới định huệ Mà tôi đều không có Thì làm sao đây Nghĩ đi nghĩ lại Nên theo con đường Của lão hòa thượng Hải Hiền Ngày đã đi qua rồi Tôi cũng có thể đi được Cho nên tôi buông xuống dạng duyên Tất cả đại kinh, đại luận đều không giảng nữa Phát nguyện Chỉ giảng một bộ kinh du lượng thọ hội tập này Hiện nay tôi học một bộ kinh này Tôi chỉ giảng một bộ kinh này thôi Với bộ kinh này tôi cũng tìm được một vị thầy Ngài đối với tôi vô cùng thương yêu che chở Ngài lớn hơn tôi mười mấy tuổi Vô cùng ái hộ cũng rất đáng tháng xem tôi như học đệ nhưng tôi không dám tôi học chú giải của ngài chính là lão cư sĩ hoàng niệm tổ tôi xác nhận ngài là thầy của tôi Ngài dì tôi mà giảng một bộ kinh vô lường thọ. Ngài chú giải tức là vì tôi mà giảng. Ngài khuyên tôi. Tử tận thâu tâm. Nhất môn thâm nhập. Buông xuống dạng duyên. Quyết tâm. Xanh thế giới cực lạc. Chúng ta tiếp tục xem Phần sau đoạn chú giải này của niệm lão Ở trang 142 hàng thứ ba Nhưng bảo điển bậc nhất của tình tông này lại bị bùi phủ trong đại tạng kinh nước ta đã hơn một ngàn năm hiện nay chúng ta rõ ràng rồi kinh vô lượng thọ không chỉ là bảo điện của tịnh tông mà còn là kinh quan trọng nhất trong ba kinh tịnh độ chúng ta đạt được bản hồi tập này đạt được chú giải của niệm lão đã giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta thức tỉnh làm thật sáng tỏ rồi giảng sanh thế giới cực lạc hiện nay người đi du lịch nói là hộ chiếu chúng ta nắm được hộ chiếu thông hành này rồi hộ chiếu thông hành là gì chính là bộ du lượng thọ kinh khoa chú này là sự thật không phải giả ngài xem tôi là đồng học nhưng tôi xem ngài là thầy của tôi từ mấy năm nay tôi đều dùng công phu ở bộ kinh này trong quá khứ kinh này không được lưu thông rộng nguyên nhân là vì có năm loại bản dịch mà năm bản dịch đó hoặc chi tiết hoặc đại lược và còn sai biệt nhau rất nhiều hai bản dịch thời nhà ngụy và nhà đường là 48 mươi nguyện hai bản dịch thời nhà hán và nhà ngô là 24 mươi nguyện còn bản dịch thời tống thì lại 36 mươi nguyện đó là phần quan trọng nhất của bộ kinh mà vẫn không giống nhau vì vậy khiến cho người sơ học sanh ra hoài nghi tôi nên dựa vào bản kinh nào thì tốt cho nên đem kinh vô lượng thọ từ bỏ đều đi dựa vào tiểu bản kinh a di đà tiểu bản kinh a di đà chỉ có hai loại bản dịch chúng ta thường dựa vào bản dịch của ngài kumala thập ngoài ra còn có bản dịch của đại sư huyền trang với người học tịnh độ thì những kinh luận đó đều phải đọc phải biết sau đó, chọn lựa một bộ trong đó để chuyên tu. Quá khứ thì tôi chọn Kinh A-di-đà. Sớ sao? Yếu giải của Kinh A-di-đà. Và viên trung sao, những bộ đó, tôi đều học và giảng qua. khi tôi dựa vào sớ sao của Đại sư Liên Trì. Tôi nhớ hình như tôi đã giảng hơn 300 giờ khi nghe tôi giảng bộ đó. Mọi người đều cảm động. Đoạn này vì chúng ta mà nói ra tại sao cổ nhân không chọn bộ kinh này? Là vì chưa có thiện bản chúng ta đem đoạn văn này đọc qua khiến cho người mới học chuyên trì một bản dịch sẽ khó thấu hiểu tông chỉ sâu xa nếu đọc trọn năm bản dịch sẽ cảm thấy khó khăn nếu học cả năm bản dịch thì phiền toái do vậy Đa số bỏ kinh này để dốc sức ở kinh A-di-đà. Nói được hay. Đúng thật như vậy. Chính chúng tôi cũng từ con đường đó mà quay đầu lại. Đầu thời nhà Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói, Kinh này, ít được người diễn dư. Thật là gì? Chưa có thiện bản Lời ấy đúng thay Câu này nói được hay Là lời thật Đây là điều quan trọng của kinh điển Quan trọng của pháp môn Vì sao không có người hoàng dương Chủ yếu là Nói đi nói lại Vẫn là không đủ duyên phận Pháp sư của Ấn Độ đến Trung Hoa để hoàn pháp. Có mang theo bộ kinh này. Nên bản phiên dịch rất nhiều. Mà nội dung của các bản dịch có sai khác rất lớn. Người sơ học chúng ta không biết dựa vào bản nào thì tốt. Nên từ bỏ đi. Do đó, Dương Long Thư vào triều tống, tức là Dương Nhật Hưu. Bành Thiệu Thanh vào triều thanh. Ngụy Thừa Quán Vì Hoàng Dương Kinh này, mà trước sau đã làm ra bản hội tập và bản trích lục. bản trích lục là của bành thiệu thanh bản hội tập là của ngụy thừa quán những bản này đều có trong đại tạng kinh thời tống đại cư sĩ dương nhật hưu từng viết long thư tịnh độ văn được bốn biển khen ngợi Truyền tụng đến nay Ông Dương lúc lâm chung Đứng ngay ngắn dạng xanh Đủ chứng tỏ Hạnh lận dại của cư sĩ Dương Đều vượt trội Trong tình tông nước ta Là bậc đại đức đại gia Thù thắng hiếm có Ông Dương thiết đuối sâu xa Bảo điển bị bụi phủ Bèn hội tập Bốn bản dịch gốc các đời Hán, ngụy ngô tống tạo thành một bản riêng đặt tên là đại a di đà kinh bản của ông dương ra đời được trong nước khen là tiện lợi chốn tùng lâm dùng trong thời khóa chính sự lưu thông rộng rãi hơn nguyên bản dịch long tạng nước ta và đại chánh tạng của nhật bản cũng đều chọn nhập tạng bản của ông dương đại sư liên trì nói bản hội tập của ông dương Đơn giản dễ hiểu Rõ ràng hơn so với năm bản dịch gốc Lưu thông trong đời nay Thì lợi ích rất lớn Đó là lời nói của Đại sư Liên Trì Lại nói Do bạn của ông Dương được lưu hành rộng rãi ở đời Người ta thấy quen vì thế, khi viết tác phẩm Di Đà Sớ Sao, thì chủ nào dẫn chứng Kinh Vô Lượng Thọ, phần lớn trích theo bản của ông Dương, ít khi dựng theo bản dịch gốc. Thêm nữa, đại sư U Khê càng dùng rộng rãi hơn. Trong khi soạn tác phẩm Di Đà Viên Trung Sao, Ngài chuyên chọn kinh văn trong bản của ông Dương. Thời cận đại, đại sư Ấn Quang. Trong lời tựa tái bản bộ Viên Trung Sao, Ngài cũng khen người bạn của ông Dương. Danh lượng nghĩa rõ ràng đầy đủ Đề xuất lưu thông ở đời Đoạn này Là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Vì chúng ta mà giới thiệu Đó là những bản dịch Hội tập và trích lục Của các thời đại Đều xuất hiện ở Trung Hoa mà lại đều có người tán tháng. Cũng có thiểu số người học tập. Cũng là vì chúng ta mà nói rõ ra Chúng ta lại xem tiếp. Ông Dương hội tập kinh Cư sĩ Dương Lâm Thư Tuy có công lớn đối với tịnh tông Nhưng trong bản hồi tập Có khá nhiều sai lầm Sai lầm Ngọc Khuê lại có tỳ vết Khiến người hiền tiếc nuối. Bản hội tập của Dương Long Thư là bản hội tập sớm nhất vào thời Triều Tống nhưng trong đó có rất nhiều vấn đề Tức là có những chỗ sai lầm Đại sư Liên Trì nói Sao kinh phần trước tự giết phần sau Lý bỏ không trọn vẹn Đó là lời của Đại sư Liên Trì Cư sĩ Bành Thiệu Thanh chê rằng Lộn xộn rối ren chẳng hợp ý chỉ Duyên dung nay người viết người viết tức là lão cư sĩ hoàng niệm tổ dựa theo các nhận định của bậc cổ đức Dụng về kể ra ba khuyết điểm của ông Dương, tức là bản hồi tập của cư sĩ dương long thư có ba chỗ sai lầm một là Bản hội tập của ông Dương Chỉ dựa trên bốn bản dịch Thiếu bản dịch đời đường Bản dịch đời đường tên là Vô lượng thọ như lai hội Trích từ kinh đại bảo tích Do đại sư bồ đề lưu chí dịch Văn kinh bản đó Có nhiều áo diệu tinh yếu Mà các bản dịch khác không có Đi là ngài đã bỏ sót hay là lý bỏ không trọn vẹn, lý phần rườm ra, bỏ chỗ quan trọng, sửa sâu thành cạn. ví dụ như đại sư liên trì đã chê rằng như trong phần ba bậc Giảng sanh, bản dịch đời ngụy đều ghi cả ba bậc đều phát bồ đề tâm, mà ông dương ghi chỉ bậc trung phát bồ đề tâm bậc hạ nó không phát bậc thượng lại không nói thành đạt cao thấp chẳng thứ tự nên bảo là chưa trọn vẹn bởi vì điều này có thể thấy bậc thượng lại không nói chính là bỏ sót phần quan trọng cây đã lơ là chủ quan trọng rồi nói bậc hạ không phát tâm bồ đề đó là sửa sâu thành cạn Nên Đại sư Liên Trì Và cư sĩ Bành Thiệu Thăng Đều có phi bình đối với ông Sao kinh phần trước Tự giết phần sau Không tuân theo phương pháp dịch thuật Của trách ông trích dẫn văn kinh Ở phần trước nhưng phần sau là dùng ý của mình Để giết thêm vào chúng ta ghi nhớ kỹ câu sau đây bởi vì hội tập cần phải dựa theo nguyên văn kinh của bản dịch muôn vàng chẳng thể tự tiện thêm câu văn nhất định không thể được đó là sai sót đặc biệt nghiêm trọng nên mới trách là ông dương chưa tuân theo cách dịch thuật do những điều trên có thể thấy ra quyết điểm của ông dương không phải là để đừng nên hội tập mà để thấy trong bản hồi tập đó Có nhiều tỳ vết thôi Đây là những chỗ sai sót Không thể không chú ý Những điểm đó Tiếp theo Cư sĩ Bành Thiệu Thanh tiếc đuối Tức là tiếc đuối Quyết điểm trong bản của ông Dương Bèn lấy Bản ngụy dịch mà gạn lọc trích lược Thành bản thứ bảy của Kinh Du Lượng Thọ Bản đó chẳng qua là tiết bản Không phải là hội tập Do vậy, vào cuối đời thanh ngụy Thừa Quán Tức là cư sĩ ngụy Mạc Thâm Nhằm chữa khuyết điểm của ông Long Thư Biện lý năm bản dịch gốc Lại làm hội tập Thành một bản khác Lúc đầu Vẫn gọi là Du lượng thọ kinh Vì sao Được ông chánh định dương canh tâm Đổi tên thành Maha A Di Đà Kinh Bản của ông Ngụy Văn tự đơn giản Trong sáng Tinh yếu Thỏa đáng vượt xa bạn của ông dư nhưng quyết điểm tự tiện thêm gian vẫn chưa thể khỏi hết cho nên bạn của ông mỹ cũng chưa thật hoàn thiện đúng là tận thiện tận mỹ không dễ dàng thầy tôi là lão cư sĩ hạ liên cư đủ đức từ bi trí huệ thông cả tông lẫn giáo viên dung hiển mật thiền tịnh đều đến nhất tâm chuyên sâu trì danh niệm phật nhiếp dạng đức vì hoàng dương tịnh tông nên mong kinh bậc nhất của tịnh tông này được tan bụi tỏa sáng mong mỏi du thượng bảo điển này làm lợi ích cho tương lai nên tiếp nối bậc hiền thuở trước lại làm hồi tập buông xuống dạng duyên đóng cửa ba năm tịnh đàn kiết giới âm thầm chuyên tâm thực hiện sự bản thảo mười lần mới hoàn thành đầu tiên được bậc thông trì tông lẫn giáo là lão pháp sư huệ minh cầm bản hồi tập chụp ảnh trước phật để làm chứng minh tiếp đó đại đức trong luật tông là lão pháp sư từ châu chuyên giảng kinh này ở tế nam và đích thân viết khoa phán Cầu đạo khuất của tôi là mai lão cư sĩ khi trọng giảng kinh này trên Đại Phát Thanh Trung ương đã khen là thiện bản nhất. Sau đó, trong phần lời tựa của Kinh lại khen rằng tinh yếu rõ ràng chính xác, thật có căn cứ. Không có một nghĩa nào mà không có trong nguyên bản dịch. Không một câu nào vượt ngoài nguyên văn Kinh. Làm sáng tỏ những chỗ trúc trắc tối nghĩa. Làm đơn giản, gọn gàng, những chỗ phức tạp, rườm rà. Khiến chỗ lượm thượng biến thành nghiêm chỉnh, chỗ thiếu sót trở thành viên mãn. Tất cả đều thành tốt đẹp hoàn chỉnh, không có nghĩa lý nào mà chẳng bao gồm. Dù muốn chê Không phải là thiện bản Cũng không được Vậy nên Từ khi bản hội tập của tiên sư ra đời Không chân mà đi khắp chốn Đa số Bậc tôn túc Trong giới Phật giáo Công nhận bản hội tập Văn từ giảng dị Nghĩa lý phong phú Giảng giải khen ngợi lưu truyền trong ngoài nước người thấy kẻ nghe đều ưa thích tin nhận trì tụng ấn hành liên tục chẳng dứt gần đây lại còn được giới phật học ở hải ngoại đưa bản này vào phần tục tạng trong bản in mới của đại tạng kinh mừng được thấy quang minh của đại kinh thường chiếu thế gian Ý nguyện hội tập thù thắng của bậc thiền nhân thuở xưa đã thành tựu viên mãn. Thiện bản của Kinh Du Lượng Thọ nay đã xuất hiện. Đây thật là đại sự dân duyên hy hữu khó gặp. Đoạn văn chữ này Của Niệm Lão Hy vọng là Mọi người xem nhiều lần xem càng nhiều biến càng tốt xem càng nhiều thì giúp chúng ta trừ đi hiểu lầm của người trong quá khứ và hóa giải hoàn toàn những nghi ngờ hiện nay của chúng ta hóa giải hết nghi ngờ rồi thì niềm tin của quý vị sẽ là thật nguyện của quý vị mới thiết phật hiệu của quý vị mới linh nghiệm nếu câu câu phật hiệu đều tương ưng với thật tinh nguyện thiết thì tương lai lúc mạng chung nhất định a di đà phật sẽ đến tiếp dẫn vì vậy những lời này của niệm lão chữ chữ câu câu đều là những lời vàng ngọc vô cùng vô cùng khó có được hy vọng đồng học của chúng ta không thể lơ là không được xem thường tôi cũng đã vì nguyên nhân này mà giúp mọi người ngay trong đời này Nhận thức Phật giáo, nhận thức định tông, nhận thức bản hội tập kinh vô lượng thọ, thọ mạng chúng tôi có hạn. Tuổi của tôi đây. Tùy lúc có thể giảng sanh. Tôi đối với thế gian này không có lưu luyến. Hoan hỷ giảng sanh. Quý vị hỏi tôi việc gì là hoan hỷ nhất? Giảng sanh là hoan hỷ nhất việc khác đều buông xuống rồi. Đời này Tôi được Phương Tiên Sinh dạy dỗ Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người Hưởng thụ tối cao của đời người là gì? mọi người có biết hay không tôi đạt được rồi cả đời không quản ba điều không quản người không quản việc không quản tiền hưởng thụ tối cao của đời người mà tiên sinh phương đông mỹ nói với tôi thì tôi đã đạt được tôi thật làm những năm đầu không có người cúng dường tôi không chú ý lời đó quý vị không có tiền thì quý vị cần phải buông xả những năm sau. Nhờ giảng kinh có chút hiệu quả, thì người cúng dường nhiều rồi. Mười mấy, hai mươi năm trước, đại khái là hai mươi năm. Tiền cúng dường của tôi dùng vào đâu là in kinh sách. Chính tôi không có khả năng, mọi người góp tiền để in. Có người gom góp tiền thì tôi nhất định đưa tay ra để in kinh. Trong 10 năm nay đã mua được vài bộ sách lớn như Tứ khố toàn thư, Tứ khố hội yếu. Đem tặng cho thư viện của các trường đại học và thư viện các quốc gia. Dù thế giới có thảm họa lớn đi nữa Thì tôi tin rằng sẽ không mất hết hoàn toàn Thế nào cũng vẫn còn lại dài bộ cho chúng ta Đó là cách nghĩ của tôi Trong hai ba năm nay Duyên của tôi với châu Âu Cũng đã chín mùi Đã thấy sách của tôi trong những trường đại học ở châu Âu được bày trên giá sách rất trang trọng tôi hỏi nhân viên quản lý có người đến mượn không họ nói không có có người lấy để tra tài liệu tham khảo không cũng không có tôi nghe rồi rất buồn Nên liền muốn xây dựng diện hán học Hiện nay tiền mà mọi người cúng dường cho tôi toàn bộ dùng làm quỹ của diện hán học và quỹ học bổng. Chúng ta phải bồi dưỡng một nhóm người trẻ có khả năng biết được chữ hán, có năng lực đọc tứ khố toàn thư. Việc khác thì hết rồi. Với chính tôi, thì lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết chúng ta học tới đây thôi